Thành phố Đà Lạt những ngày này không nhiều khách du lịch, đời sống nơi đây khá phẳng lặng với việc dường như chuyện thế sự không làm bận tâm cư dân xứ sở miệt cao nguyên Lâm Viên. Hàng ngày trong những lúc gặp gỡ bè bạn, thân hữu nơi quán xá, người ta cũng tránh bàn tin tức chiến sự giữa Nga với Ukraine. Chuyện mà bàn tán chiến tranh thì cái chuyện đó là chú cũng không nghe mà cũng không bàn tán gì, không quan tâm. Khi nào trong đất nước mình cái này kia thì mình cũng có thể là quan tâm tí. Còn cái chuyện đó chuyện nước ngoài, nó đâu là dính dáng tới nước mình đâu mà. Sở dĩ không mấy quan tâm chiến sự nước ngoài vì người xứ này dường như đang phải lo chuyện chay ăn hàng ngày hơn. Cái vấn đề mà chiến tranh giữa Nga và Ukraine hay là nói chung các cuộc chiến tranh gì mà trên thế giới thì cái dân Đà Lạt này tôi thấy chỉ có 10% là còn bàn bạc, còn quan tâm, chứ còn đại đa số là dân lao động, họ cũng chẳng quan tâm gì mấy. Tiểu thương hay là buôn bán gì họ cũng chẳng quan tâm về vấn đề đó thôi. Hoặc là có nói đi nữa, nó thoáng qua, nó ôi cái chuyện đó của nó đánh nhau, nó chết kệ nó, mình lo chén cơm mình đi. Qua cách chia sẻ của cựu binh Vương Thiên Hoài Mỹ cho thấy, có lẽ người Đà Lạt vì bận bịu mưu sinh thời dịch giả, khiến họ không còn khoảng trống thời gian nào cho quan tâm nhiều hơn đến những chuyện thời sự chiến tranh như Nga vì sao lại xâm lược Ukraine và cộng đồng thế giới đang ủng hộ Ukraine ra sao. Chiến tranh của Nga mà khởi sự chiến tranh vậy này là cái bực mình nhất, cái đau đầu nhất là bây giờ xăng dầu đang lên. Cho nên chạy xe chạy cổ rất khó, thì người ta chỉ bàn, nghĩa là bàn chung về vấn đề đó thôi. Còn cái vấn đề mà tại sao đánh nhau không quan tâm, rồi chết chóc như thế nào hay là cộng đồng thế giới có ý kiến như thế nào không quan tâm. Cũng khó trách vì theo cư dân xứ này giao tranh Nga-Ukraine là chuyện chính trị, mà chính trị thì nhạy cảm khi bàn luận. Chú chỉ quan tâm cái đời sống của gia đình chú thôi. Là nói trong buôn bán hoặc là lao động, cái một ngày chú thu nhập được bao nhiêu đó là cứ lo làm ăn, chứ không có suy nghĩ về chính trị, đúng không? Cái đó là chính trị rồi, vấn đề chính trị rồi, mình không có suy nghĩ thôi. Không nên bàn tán. Mình chỉ lo biết chí thú làm ăn đi, đừng có suy nghĩ suy diễn rùm bên. Cái đó có chính trị hay là nhà nước lo. Mình người là người dân mà mất gì đi lo bao cái chuyện đó. Diễn giải này của ông chủ tiệm tạp hóa cho thấy dường như nếp nghĩ mọi chuyện đã có đảng và nhà nước lo, đã ăn sâu vào tiềm thức. Hơn nữa vì đây là thành phố du lịch nên người Đà Lạt thận trọng, ít dám bàn luận thời sự chính trị nơi công cộng.